Xin chào các em. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em bài thể dục tại nhà để phòng tránh dịch bệnh. Sau khi chúng ta tập và nhớ được bài thì các bạn sẽ quay video và gửi cho cô để cô sẽ chấm điểm nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ khởi động như bình thường, thường chúng ta tập trên lớp. Bây giờ mời các bạn tập cùng cô nhé. Động tác đầu tiên, xoay cổ tay của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bật đối chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập vào bài nhé. Bài này là bài dân vũ khỏe với nước, cho nên khi chúng ta tập các bạn sẽ loát bài nhạc ở trên Zing MP3 về và sau đó chúng ta sẽ tập cùng. Khi mà chúng ta đã nhớ rồi thì các bạn sẽ tập cùng với nhạc, còn chúng ta chưa nhớ thì chúng ta sẽ tập nhẹ nhàng và tập từng động tác một thì các bạn sẽ nhớ được bài. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn động tác đầu tiên, động tác vươn thở chuẩn bị. Chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, kết hợp với tay nhé, tay lên cao như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác này đầu tiên thì chúng ta chỉ tập 2 lần thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ tập cùng cô nhé, chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn đã nhớ động tác chưa nhỉ? Rồi vừa rồi cô đã vừa tập 4 lần để chúng ta nhớ bài hơn. Động tác tiếp theo. Vẫn dậm chân, chúng ta vẫn dậm chân nhá. Như động tác vai như sau. Tay sẽ đưa ngang. Động tác nhất là tay đưa ngang này. 2, ta sẽ đưa lên vai. 3, các bạn đưa ngang trở lại. 4, về tư thế ban đầu. 5, 6, chúng ta vừa bước chân trái sang ngang. Mở tay trái. 5, 6, 7, 8, các bạn sẽ đưa tay phải lên trên. Mở chân phải. 7, 8. Chưa nhỉ? Các bạn sẽ tập cô nhá, chuẩn bị. Tập tác vai. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi các bạn sẽ tập cùng cô 4 lần 8 nhịp, chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 3. Các bạn đã nhớ bài chưa nhỉ? Nếu các bạn chưa nhớ bài thì chúng ta sẽ quay lại để các bạn sẽ tập lại. Tập đi, tập lại thật nhiều lần thì các bạn sẽ nhớ bài hai động tác đầu tiên này nhé. Nếu bạn nào chúng ta chưa nhớ bài, các bạn sẽ quay lại video và chúng ta sẽ tập lại hai động tác đầu tiên. Bây giờ cô sẽ nối hai động tác đầu tiên lại với nhau, chuẩn bị. Mỗi động tác đầu tiên chúng ta sẽ tập 2 lần. Động tác thứ 2 thì chúng ta sẽ tập 4 lần nhé. Cô mời các bạn tập cùng cô nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, các bạn đã nhớ bài chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ tập tiếp động tác tiếp theo này. Sau khi tập chúng ta rất là mệt đúng không? Các bạn sẽ hít thở thật sâu này, hít sâu. Thở. Hít bằng mũi và thở bằng miệng. Bắt đầu, hít. Thở. Rồi, động tác thứ 3 như sau. Nhịp 1, chân trái của các bạn sẽ đưa sang ngang. Mở hai tay, xòe lòng bàn tay ra. Rồi, nắm lại. 2 3 nhỉ, chuẩn bị. Bắt đầu 1 2 3 4 này. Động tác tiếp theo các bạn sẽ lùi chân trái. 5 6 7 8 và đổi chân lùi chân phải. Như vừa rồi cô vừa làm, chuẩn bị làm lại nhé. Chúng ta sẽ thực hiện động tác này 4 lần 8 nhịp. Chuẩn bị. Bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các bạn sẽ làm nhanh hơn nữa nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, động tác tiếp theo các bạn sẽ thực hiện dậm chân tại chỗ và đi lên về trước này. Chuẩn bị. Động tác tiếp theo sẽ di chuyển lên về trước, dậm chân. À xin lỗi, sẽ đi chữ V, chuẩn bị. Bước 1, 2 và lùi 3, 4. Chúng ta sẽ bước chân trái trước nhá. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4. Tay đi sau 1, 2, 3, 4. Rồi cô mời các bạn tập cùng cô nào. Bắt đầu 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta vừa thấy là tay của cô đưa sang trái thì chúng ta sẽ bước chân trái này. Đưa sang phải sẽ bước chân phải. Rồi các bạn sẽ tập cùng cô nhé. Bắt đầu 1, 2, 3, 4. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ mở cái tay đẩy lên phía trên ý. Các bạn sẽ đẩy 1, 2. Sau đó chúng ta sẽ nhún xuống 3, 4. Động tác nhún thì các bạn sẽ nhún chân và đẩy tay. Đẩy. Chưa nhỉ? Chuẩn bị. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Một lần nữa, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 lần 8 nhịp nhé. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, động tác cuối cùng của lần làm lại đầu tiên thì chúng ta sẽ tập như sau. Các bạn đã nhớ bài chưa nhỉ? Nếu chưa nhớ bài, các bạn sẽ quay lại video giúp cô nhé. Chuẩn bị. Đi lên phía trước 4 nhịp. Chúng ta sẽ bước chân trái tiếp 4 nhịp nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Mở tay phải và chân trái. 5, 6, 7, 8, đổi chân. Đổi chân nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ lùi lại, lùi chân trái. 2, 2, 3, 4, chân trái tiếp. 5, 6, 7, 8. Rồi các bạn sẽ tập 4 lần 8 nhịp, động tác này rất là dễ đúng không nhỉ? Bắt đầu nhé. 4 lần 8 nhịp, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Sau những động tác này thì chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa. Và sau đó động tác và tiếp tục chúng ta sẽ tập thêm hai động tác nữa ở phần cuối bài. Và hai động tác nữa như sau. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ bật chân và đá một chân và mở tay. Đấy, chúng ta bật mở hai cái nhé, chuẩn bị. 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ bật sang hai bên, bật chân sang hai bên, tay mở ra phía trước. 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị. Bắt đầu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bên này lặp lại y hệt nhá. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, đây là động tác tiếp theo. Bây giờ các bạn sẽ tập cùng cô nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi.